Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình AirDrop nhận 100 đồng tốc cần có hiệu là ETC bằng 15 đô nha bạn. Để tham gia chương trình AirDrop này, các bạn click phần link mô tả mở cái link form ra. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn đăng ký một tài khoản điền với địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh hai kênh Telegram của nó, theo qua thì các bạn follow và tài quyết nha các bạn. Đây thì làm AirDrop, các bạn lẽ không biết join ấy được rồi. Các bạn điền vào thông tin địa chỉ của xin em tất cả các bạn nha các bạn. Cộng anh 1133. Rồi đây thì username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. Ở cộng memo của mình. Rồi các bạn gửi địa chỉ với ETH EC20 Win với chút wallet Mayser wallet, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha tất cả các bạn. Các bạn copy chị ETH các bạn. Các bạn bắt ở đây nha các bạn. Rồi, các bạn lên mục này bạn bấm Z nha các bạn. Rồi bạn bấm gửi nha các bạn. Tin hết rồi ta. Rồi các bạn lướt cấp tra cái này các bạn. Chọn máy tính tiền đổ xe. 1 2 3 xác minh. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi vậy video đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhiều những video tiếp theo từ mình nhé.